Chắc hẳn là bất cứ ai trong số chúng ta cũng đều trải qua cảm giác trống rỗng, nghi hoặc về bản thân và cuộc sống của chính mình. Chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi, tôi thật sự là ai? Tại sao tôi không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại? Dù bản thân đã luôn thôi thúc tìm câu trả lời, nhưng guồng quay cuộc sống đã khiến chúng ta lãng quên. Chúng ta miệt mài lao vào cuộc sống, cố gắng đạt được mục tiêu, công việc, tiền bạc, gia đình. Để rồi đến khi bước vào giông bão, chúng ta mới nhận ra mình không thực sự hiểu về mình và cũng đã quá kiệt sức để chạy đuổi theo những đổi thay đến chóng mặt trong cuộc sống này. Hợp nhất với vũ trụ của tác giả Eckhart Tolle sẽ giúp bạn thay đổi nhận thức về bản thân, học cách lắng nghe tiếng nói nội tâm, làm chủ cảm xúc của chính mình và từ đó khiến cuộc sống hiện tại trở nên ý nghĩa và hạnh phúc. Eckhart Tolle là một trong những bậc thầy số 1 thế giới trong lĩnh vực tâm linh. Sau tốt nghiệp ở Đại học London, ông trở thành nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge. Năm 29 tuổi, một sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc và đột ngột đã làm thay đổi hoàn toàn những gì ông đã từng nghĩ về chính mình và cuộc đời. Từ đó, ông dành hết tâm sức để tìm hiểu, vận dụng và đào sâu thêm vào sự chuyển hóa này. Trong những bài thuyết giảng trên khắp thế giới, ông truyền đạt một thông điệp rất giản dị nhưng sâu sắc và bất tử của các bậc giác ngộ xưa nay rằng có một con đường thoát khổ và một phương pháp thực tập để tìm lại được niềm tin an lạc có sẵn trong mỗi con người. Hợp nhất với vũ trụ gồm 10 chương lớn. Thông qua từng chương sách, tác giả sẽ dẫn dắt độc giả bước vào hành trình kết nối với bản thân, lắng nghe tiếng nói nội tâm, hòa hợp với vạn vật xung quanh, để từ đó khám phá nguồn năng lượng tiềm ẩn trong chính bản thân mình, hợp nhất với sự sống vô tận. Xuyên suốt 10 chương sách, tác giả đã truyền tải tới độc giả một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng ta luôn mãi miết đi tìm kiếm bản thân ở bên ngoài, mong muốn tìm được bản thể đích thực nhưng không hề nhận ra rằng nó vẫn luôn ở đó. Chỉ là do tâm trí ta bị che khuất, không đủ thức tỉnh để nhận ra con người thật sự vẫn luôn ở trong sâu thẳm mỗi chúng ta. Niềm vui không đến từ những việc ta làm, niềm vui từ nội tâm tuôn chảy vào việc ta làm và theo đó đi vào trong thế giới nào. Hãy hoàn toàn hiện diện với thực tại. Khi bạn làm việc trong trạng thái tỉnh thức cao độ mà không phải căng thẳng chán chường, mọi việc trong cuộc đời bạn sẽ trở nên thú vị. Chính xác hơn, điều bạn thích thú không phải là hành động bên ngoài, mà là ý thức tuôn chảy vào nội tâm hành động. Đây chính là trải nghiệm niềm vui từ nội tâm, dù bạn có làm bất cứ việc gì. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống quá thiếu ý nghĩa, quá căng thẳng, đó là vì bạn vẫn chưa đưa không gian hay ý thức vào cuộc đời mình. Hãy luôn có một không gian tĩnh tại nhưng ngập tràn sức sống ở trung tâm của bánh xe sự sống, cốt lõi yên bình ngay giữa hoạt động, vừa là nguồn gốc của mọi thứ, vừa không bị thứ gì ảnh hưởng. Với quyển sách này, độc giả không phải để học hỏi cái mới, mà để đào sâu hơn, trở nên hiện diện nhiều hơn, đồng thời thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man theo kiểu buộc phải suy nghĩ trong cuộc sống đời thường. Cuốn sách sẽ nhen nhóm trong bạn sự tỉnh thức thật sự, và từ nền tảng đó, bạn sẽ dần trả lời được câu hỏi mang tính nội tâm, tôi là ai? Mời các bạn đón đọc cuốn sách Hợp nhất với vũ trụ của tác giả Eckhart Tolle do First News phát hành.